Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 329 Nếu không sau khi chiến tranh kết thúc chỉ sợ bọn hắn ngay cả cơ hội lựa chọn cũng đều không có. Ban đầu Hoàng Tộc Thương Huyền tổng cộng có 17 cái. Kết quả sau vài chục năm ngắn ngủi xuống, Cổ Hoa và Huyền Nguyệt bị hủy diệt. Chí Tôn Kim Thành đã bị phế. sĩ Thiên Giới trở thành Hoàng Đạo. Đại La Sơn hỗn độn từ phủ Quỳ thuận khương nghị. Đại Hạ Hoàng Triều bởi vì Tổ Sơn mà trùng lập tạm đại hoàng tộc đông nam bởi vì sinh mệnh thần điện mà trung lập Đoạ lạc thiên quốc và màn hoàng chiến tộc liên hệ chặt chẽ bây giờ chỉ còn lại chấn nam yếu quốc và ngũ đại hoàng tộc còn phân ly ở bên ngoài vòng xoáy chiến tranh cần làm ra lựa chọn cuối cùng nhưng bọn hắn phải lựa chọn như thế nào nếu như muốn tìm sĩ thiên giới nương tựa đầu tiên đã triệt để đắc tội với hoàng đạo thường huyền chỉ sợ bọn họ còn không có bắt được liên lạc cùng sĩ thiên giới thì các hoàng đạo thường huyền đã dáng lầm đến trước mặt bọn hắn giết gà để dọa khí nếu như muốn huyết chiến cùng xí thiên giới đến cùng bọn hắn thật sự là đã vô cùng e sợ các hoàng đạo thương huyền dày vò đến bây giờ đều không thể giải quyết xí thiên giới ngược lại còn bị xí thiên giới bóp lấy yết hầu khương nghị tàn bạo càng là chuyện mà thiên hạ đều biết bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi tiếp theo khương nghị sẽ bắt đầu trình chiến từ bọn hắn nội bộ lục đại hoàng đạo đều bạo phát tranh luận kịch liệt Mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình không cách nào có thể thống nhất được. Nhưng mà kệ tranh luận kịch liệt như thế nào, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng. Ai cũng không nhìn thấy tương lai, ai cũng là đang đánh cược, mà kết quả cược sai chính là tan sườn nát thịt. Tháng 3 năm thứ 17, ở dưới sự giúp đỡ của thiền thù thần Chu Thiền Thần Điện, giáo chủ đương đại của cửu thiên thần giáo Đông Hoàng Toại đã đột phá hàng rào cảnh giới bước lên cảnh giới Thánh Hoàng đến tận đây cựu thiên thần giáo đã có được hai vị thánh hoàng không gian xét thấy tính đặc thù của võ giả không gian cựu thiên thần giáo lại một lần nữa có thực lực chấn nhiếp các phe cũng cơ bản gánh chịu nổi thành danh của trí tôn hoàng đạo sau đó đồng hoàng toại tuân thủ ước định xuất lĩnh tất cả những người ở tuần giáo hạ giới tiến về thiên trụ sơn vững chắc rung chuyển hư không tu sửa tế đàn vững chắc con đường Chu thiền thần tôn quang mang thần tôn cường giải hai bên hoàng đạo với nhau liên thủ. Liên hợp chấn thủ thiền trụ sơn uy hiếp xí thiền giới. Cùng lúc đó xích thiền thần tôn bí mật dụ thuyết rốt cục. Các đế tộc thiên khải bọn họ cũng đồng ý cho các hoàng đạo thường huyền hai năm. Trong vòng hai năm bọn hắn phải tận hết khả năng kiềm chế tất cả hoàng đạo thiên khải. Không đi mạo phạm các hoàng đạo thương huyền tại thiên khải hoàng thành. Nhưng bọn hắn đưa ra điều kiện khuất nhục. Nếu như các hoàng đạo thương huyền không thể nào giải quyết triệt để mối nguy hiểm xí thiên giới trong vòng 2 năm, bọn hắn sẽ cần nhắc xé bỏ kéo dài hiệp nghị vài vạn năm, toàn diện tham gia vào thương huyền đại lục tự mình giải quyết xí thiên giới. Lúc này tại thiên khải xích thiên hoàng thành, dịch thiên thần tôn đứng trước phía cửa sổ tại tầng trong cùng của hoàng cung, tầm mắt buông xuống đôi mắt tam đồng không có ánh sáng như thường ngày, hai tay vác tại sau lưng với thức nắm chặt lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt. Bà vị xích thiền thánh hoàng toàn bộ đứng ở phía sau, còn có chù diễm, vô thượng vương và các thánh vương, bọn họ cũng đều cùng cứng đứng ở hai bên. Vẻ mặt của bọn hắn khá là nghiêm trọng, ánh mắt vô thần hãm ở bên trong suy nghĩ riêng phần mình, mà đau khổ dãy ruộng. Thần tôn chúng ta phải đồng ý với hiệp nghị như thế này thật sao? Lão tổ thánh hoàng nhiều tuổi nhất xích thiền thần triều, chù phục sinh gian nan mở miệng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Lão Tổ Thánh Hoàng thứ hai Chu Nguyên Bá nắm chặt nắm đấm. Trước mặt đã có Bắc Thái Đế Tộc, Thái Sở Đế Tộc, Hắc Ma Đế Tộc, Long Tộc, Bạch Hổ Đế Tộc. Đều biểu thị sẽ xé bỏ hiệp nghị xâm lấn thường huyền. Đây là điều kiện để bọn hắn cam đoan trong vòng 2 năm sẽ không gây phiền phức cho hoàng thành chúng ta. Các đế tộc khác tạm thời còn không có nhắc đến vấn đề này. Nhưng nếu như hai năm sau chúng ta không thể bắt lấy xí thiên giới, bọn Bắc Thái đế tộc sẽ triển khai hành động. Các đế tộc khác khẳng định sẽ theo sát, còn có Hoàng đạo Hải vực, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội. Đến lúc đó Thường Huyền đại lục chúng ta sẽ triệt để trở thành chiến trường, bị Bát Châu thập tam hải liên hợp tàn sát. Chí Tôn Hoàng đạo chúng ta rất có thể lọt vào tập kích đi đến diệt vong. Tần Thánh Hoàng hơn 300 tuổi chủ ngạo hoàng nói: "Thần Tôn, mặc dù chúng ta hy vọng đế tộc tám phương có thể ngăn chặn Hoàng đạo tại Thiên Khải chiến trường, cho chúng ta thời gian xử lý xí thiên giới. Nhưng thật sự không thể nào đồng ý điều kiện như vậy được. Nếu không một khi bát châu thập tham hải xâm lấn thương huyền, xích thiên hoàng triều chúng ta sẽ biến thành tội nhân, bị vạn thế vì nhổ. Chủ Diễm liên tục trần chờ lên tiếng nói. Thật ra ta lại cảm giác ngược lại chuyện còn không có nghiêm trọng như vậy. Bác Thái đế tộc hẳn là chỉ cho chúng ta áp lực, để cho chúng ta có cảm giác cấp bách, toàn lực ứng phó vây bắt sĩ thiên giới. Thời gian hai năm không dài cũng không ngắn Chỉ cần chúng ta thật sự vây bắt được sĩ thiên giới Đế tộc không có lý do bước vào thương huyền Sắc mặt chùa phục sinh trầm xuống nhắc nhở Đây không chỉ là vấn đề có thể làm được hay không Đây là hiệp nghị mang tính khuất nhục Là trí tôn hoàng đạo thương huyền chúng ta đang muốn thỏa hiệp với đế tộc Là chúng ta tổn hại an nguy của thương huyền Đang làm giao dịch cùng đế tộc Chuyện này cùng nỗi khuất nhục mất chủ quyền trong lĩnh chính lãnh thổ của chúng ta thì khác nhau ở chỗ nào? Chủ Diễm cúi đầu xuống không dám rằng co với chủ Phục Sinh nhưng vẫn kiên trì nói: "Nếu như chúng ta không được đế tộc ngầm đồng ý, hoàn thành của Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta tại Thiên Khải lúc nào có thể đứng trước uy hiếp, chỉ dựa vào Sích thiền Thần Triều chúng ta căn bản là ép không được, không thể nào ổn định cục diện Thiên Khải. Chúng ta liền không có đầy đủ tinh lực khai chiến cùng Khương Nghị." Thời gian kéo dài càng lâu, cục diện Thiên Khải càng ngày càng hỏng bét, càng ngày càng nguy hiểm, khương nghị và xí thiên giới lại càng ngày càng mạnh một ngày nào đó thiên khải chiến trường bộc phát chiến tranh khương nghị lại thừa cơ phản kích ở phản giới thường huyền đại lục liền thật muốn đổi chủ lời chu diễm nói làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc bọn hắn từ mâu thuẫn trong lòng nói lên điều kiện với tế độc với đế tộc nhưng cục diện bày ở trước mặt bọn hắn thật sự là quá tệ trên có hoàng đạo thiên khải đang nhìn chằm chằm dưới có thiền trụ sơn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào Bên cạnh lại có sĩ thiền giới đang tấn mãnh trưởng thành. Bọn hắn thật sự không có tinh lực ứng phó với bà tuyến. Sịch thiền thần tôn nhìn qua phương xa. Đồng mâu ba màu trong mắt xoay chậm chậm. Hắn bắt đầu trở nên khẩn trương. Chủ diễm phản bác. Vậy tốc chiến tốc thắng làm tốt giao dịch cùng đế tộc. Sau đó thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng. Giải quyết triệt để sĩ thiền giới khống chế thông thiền tháp. Sau đó nữa lại là trong thời gian ngắn nhất dùng thồng thiền tháp thay thế trụ trời một lần nữa xuyên suốt liên hệ giữa hai thế giới chu phục sinh nghiêm khắc nói hồ đồ ta biết người phường khương nghị có thù nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy làm sao khương nghị lại ở xí thiên giới đám phượng hoàng của các nhân vật quan trọng kia lại thế nào có khả năng ở lại xí thiên giới thiên hậu nói thồng thiền tháp có thể trên nối thiên khải dưới nối u minh nếu như chúng ta hủy đi xí thiên giới đám người khương nghị kia lúc nào cũng có thể chui vào u minh địa ngục đến lúc đó chúng ta không lấy được thông thiên tháp, liền triệt để mất đi liên hệ cùng thiên khải. Nếu như Khương Nghị chạy đến U Minh, tránh năm ba năm, chẳng phải đế tộc có thể coi đây là cái cớ xâm lấn thương huyền. chủ Diễm có chút kích động, trực diện với Chu Phục Sinh. Lão Tổ xin thứ cho ta nói thẳng Khương Nghị khẳng định sẽ ở xí thiên giới. Đám người kia của Khương Nghị khẳng định đều ở đó. Coi như bên ngoài xuất hiện bóng dáng Khương Nghị đó cũng chỉ là cối ngụy trang trong hoàn cảnh như vậy khương nghị cùng đám đỉnh cấp cường giả kia khẳng định đều ở à lại sĩ thiên giới bế quan trưởng thành bởi vì khẳng định bọn hắn sẽ không mạo hiểm với chúng ta loại tình huống này chúng ta phải hung ác hơn so với khương nghị chu phục sinh rằng có cùng chu diễm không nên đánh giá sấp thấp sĩ thiên giới hủy nơi đó thì dễ như muốn bắt sống bọn người khương nghị tuyệt đối không hề dễ dàng như thế đó là thiên trụ sơn càng là thế giới không gian mà sĩ thiên giới hào hứng nếu như sụp đổ và hủy diệt hình thành thủy triều khó có thể tưởng tượng. Thiền hậu và đám người kia khẳng định không tiếc cái giá nào để đảm bảo Khương Nghị còn sống chạy trốn. Sau khi Khương Nghị chạy trốn tất nhiên cũng sẽ đến U Minh Địa Ngục. Đừng quên nơi đó còn có một tu la. Nếu như Khương Nghị nghỉ ngơi năm ba năm tại U Minh thì sao? Chu Diễm đón ánh mắt nghiêm nghị của Chu Phục Sinh trầm giọng nói. Nếu như khởi xướng vây bắt khẳng định là phải nghĩ sầu tính kỹ, cũng làm tốt quy hoạch kỹ càng, há có thể để Khương Nghị chạy trốn, lại há có thể để Khương Nghị trốn ở trong U Minh 3 đến 5 năm. Ta lấy một thí dụ đơn giản trước khi khai chiến tìm một lý do, lừa gạt sĩ thiên giới Bảo đám Khương Nghị thật sự đang ở trong đó. Sau khi khai chiến an bài những không võ của cựu thiên thần giáo, cùng thiên cực giới phong tòa thâm không, tiếp cận Khương Nghị, bất luận như thế nào cũng không thể để cho hắn chạy trốn. <laughs> Liền xem như thật có chuyện ngoài ý muốn nếu Khương Nghị chạy, vậy bắt sống những huynh đệ và các nữ tử kia của khương nghị những huynh đệ kia năm ba ngày giết một kẻ ngài nghĩ khương nghị có thể đợi ở trong u minh sao những nữ tử kia đưa đến hòa lâu một ngày tiếp ba năm mới khách sắp xếp đội thầy phiền liên tục ngài nghĩ khương nghị có thể đợi ở u minh sao tầng cao nhất đều là thần triều nhân vật cao quý nhất tất cả nghe được lời chủ diễm nói đều không hẹn mà cùng nhíu mày trong ánh mắt lóe ra vẻ chán ghét chủ diễm lại tiếp tục nói đừng nói nhân nghĩa gì cùng Khương nghị nữa hắn đã bị báo thù kích thích đến phát rồ hắn muốn chém tận giết tuyệt đối với toàn bộ hoàng tộc cùng hoàng đạo thường huyền chúng ta nên lấy bạo chế bạo chuyện diễn biến đến cục diện bây giờ ngoại trừ tất cả hoàng đạo phối hợp năng lực ẩn nấp đặc biệt của xí thiên giới quan trọng nhất chính là chúng ta quá chú trọng cái gọi là mặt mũi mà tên khương nghị lại hoàn toàn lợi dụng điểm này mặt mò tàng thương của chu phục sinh tràn đầy kháng cự nói các hoàng tộc khác có thể không chú trọng mặt mũi nhưng chúng ta là xích thiên thần triều là thần linh trong lòng hàng tỷ con dân chúng ta là trí tôn hoàng đạo lại còn là trí tôn hoàng đạo mạnh nhất thường huyền đại biểu cho mặt mũi thường huyền một ít thủ đoạn quá ác liệt vẫn có thể không cần thì không cần chủ diễm không tiếp tục rằng co cùng với chủ phục sinh mà hành lễ với thần tôn nói thủ đoạn ác liệt có thể không cần thì không cần nhưng khi lúc tối hậu quan trọng vẫn có thể dùng ta vẫn kiên trì đối với ý của ta cho đến hôm nay không nhìn đúng sai mà là thấy kết quả. Lão Tổ Thánh Hoàng Chu Nguyên Bá nói. Chu Diễm nói không sai, đến bây giờ không cần thiết lại chú trọng đúng sai mà là phải nhìn kết quả. Toàn thương huyền thậm chí khắp thiên hạ đều đang đợi kết quả, nhưng lão tổ phục sinh lo lắng cũng có đạo lý. Khương Nghị và bọn người thiên hậu hẳn là sẽ không ở lại xí thiên giới, coi như sắp xếp người đi đến điều tra cũng tra không được cái gì. Cưỡng ép vây công xí thiên giới, cái được không bù nổi cái mất không khương nghị khẳng định đang ở xí thiên giới ta và khương nghị cùng nhau trưởng thành những gì ta hiểu về hắn vượt qua bất cứ kẻ nào trong các ngày ta dám dùng đầu của ta làm cam đoan khương nghị thiên hậu tất cả những người quan trọng đều đang ở trong xí thiên giới chỉ cần chúng ta vây bắt xí thiên giới không chỉ có thể giải quyết triệt để cái pháo đài không gian di động xí thiên giới này cũng có thể một mẻ hốt gọn đám người ở bên trong tựa như ta nói dự định xấu nhất là khương nghị trốn hoặc là nhân vật quan trọng đều không ở nơi đó. Nhưng đám luyện đan sư cũng biết ban cảnh trở xuống khẳng định đều ở đó. Chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy đủ nhiều. Nam lột ra rút dương nữ đấu giá hoa lâu. Bằng vào những gì ta hiểu về Khương Nghị khẳng định hắn sẽ chủ động lộ diện. Chủ diễm nhìn khô cạn suy yếu nhưng thanh âm vang dội, ngữ khí kiên định. Mặc dù tất cả mọi người đều không tin Khương Nghị sẽ ở trong xí thiên giới. Nhưng nhìn thái độ của bọn hắn ra Khương Nghị hoàn toàn là lợi dụng điểm ấy, khẳng định liền núp ở bên trong. Phượng Hoàng yêu tộc hỗn độn chiến tộc thiền hồ hướng ra, kim kiêu kiều ra toàn bộ đều giấu ở chỗ nào. Liền xem như hắn thật sự nhìn lầm đám người kia của Khương Nghị đều không ở đó, nhưng những luyện đàn sư kia của sĩ thiên giới khẳng định đều ở đó. Khương Nghị đi ra bên ngoài không thể nào mang theo những kẻ vướng víu kia. Tóm lại chỉ cần hủy sĩ thiên giới bọn hắn sẽ nắm chặt quyền chủ động. Bọn người chú phục sinh cho rằng chủ diễm quá cực đoan, chiến tranh không phải đánh như vậy. Sự vụ thương huyền càng không phải nên xử lý như thế. Đây quả thực là hành vi của thổ phí. Nhưng sau khi bọn hắn mông thuẫn cùng xoắn suýt lại không thể không thừa nhận chính là lần này sĩ thiên giới giận động thiên trụ sơn xác thực đã dồn bọn hắn đến một con đường cùng. Nếu như không thể nào cường thế phản kích, không chỉ có thiên khải hoàng thành đứng trước nguy cơ, mà cách cục của thương huyền đại lục cũng đều có thể phát sinh sự thay đổi Chu Diễm phản bác, vậy tốc chiến tốc thắng làm tốt giao dịch cùng đế tộc, sau đó thừa dịp bọn hắn không có kịp phản ứng giải quyết triệt đề xí thiên giới, khống chế thông thiên tháp, sau đó nữa lại trong thời gian ngắn nhất, dùng thông thiên tháp thay thế trụ trời, một lần nữa xuyên suốt liên hệ giữa hai thế giới. Chu Phục Sinh nghiêm khắc nói: sau khi trầm mặc kiềm chế một trận cuối cùng xích thiền thần tôn cũng đã tỏ thái độ đây không phải chuyện một nhà chúng ta có thể quyết định trước tiên cần trưng cầu ý kiến của chu thiền thần tôn cùng quang mang thần tôn chu diễm người tự mình phụ trách cẩn tuần mệnh thần tôn chu diễm phấn chấn nếu đã giao cho mình nói rõ thần tôn có khuynh hiếng nghiêng về phía ý kiến của mình chu phục sinh cùng đám người nhắm mắt trao đổi có chút há mồm cuối cùng vẫn không tiếp tục từ chối nếu thần tôn đã làm ra quyết định bọn hắn chỉ có thể phục tùng và chấp hành chủ diễm đang muốn lùi ra lại quay người hỏi cần hỏi thái độ của cửu thiên thần giáo hay không xích thiên thần tôn thản nhiên nói không cần chúng ta có thể tiếp nhận bọn hắn đứng vị trí trí tôn hoàng đạo nhưng còn không có nhất định xem bọn hắn như trí tôn hoàng đạo thật sự hành động lần này xích thiên thần triều chúng ta liên hợp chủ đạo với đại quang mang thần điện chủ thiên thần điện còn lại toàn bộ nghe lệnh phối hợp chủ diễm lo lắng nói nhưng thời điểm cuối cùng vây bắt sĩ thiên giới chỉ cần e là phải cần đến bọn hắn xuất lực nếu như không cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng chỉ cần hứa hẹn sau đó cho bọn hắn thần vật bồi dưỡng thánh hoàng thứ ba bọn hắn so với ai khác sẽ đều ra ra sức xích thiên thần tôn kỳ thật rất không nguyện ý để cử thiên thần giáo tiếp tục sinh ra tần thánh hoàng nhưng không thể không cần nhắc toàn diện khi thương huyền hao tổn cùng lực uy hiếp của trí tôn hoàng đạo sau chiến tranh cho nên liền dùng bồi dưỡng tần thánh hoàng làm dụ hoặc kích thích cửu thiên thần giáo toàn lực ứng phó sau đó lại lợi dụng đội hình tam đại thánh hoàng không gian của cửu thiên thần giáo uy hiếp hoàng đạo ngoại vật cùng thiên khai chiến trường chủ diễm cùng kính lĩnh mệnh thần tôn nói đúng ta sẽ đi tìm quang mang thần tôn cùng chủ thiên thần tôn bàn bạc chủ nguyên bá nói ta sẽ đi theo ngươi có được không gian táo bạo bất ổn thân thể người rất yếu rất dễ dàng gặp bất chắc Chu Phục Sinh chờ sau khi Chu Diễm cùng Chu Nguyên Bá đi lại nhắc nhở. Nếu quả thật muốn hành động nhất định phải đảm bảo tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, thao thiết yêu tộc thái cổ thần miếu thiên cực giới, cửu lê ma tộc nơi đó đều liên hợp sớm. Trấn Nam yêu quốc kiếm hùng hoàng triều khổng tước sơn, bằng làm hợp Trung Quốc thanh bình hoàng triều, thiên quang hoàng triều lục đại hoàng tộc này đều phải bí mật liên hệ. Chu Ngạo Hoàng cũng nói, Phục sinh lão tổ nói rất đúng Không hy vọng xa vời bọn hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng Nhưng nhất định phải điều động toàn bộ Còn phải phân phối xong nhiệm vụ giết bao nhiêu Như thế này liền có thể để bọn hắn không thể không toàn diện đầu nhập vào các hoàng đạo thương huyền Tuyệt đi cơ hội bí mật liên hệ cùng Khương Nghị Chu Phục sinh lại nói vì để tránh cho bọn hắn sinh ra dị tâm tại thời điểm liên hệ còn phải lưu lại người làm bạn toàn bộ hành trình để làm uy hiếp. Sách thiên thần tôn thản nhiên nói không cần nôn nóng về những kẻ kia trước tiên cần xác định thái độ của quang mang thần tôn cùng chu thiên thần tôn nhất là quang mang thần tôn hắn ngay cả hoàng đạo ngoại vực đều rất mâu thuẫn để hắn đồng ý thỏa hiệp cùng đế tộc thật không dễ dàng nếu như bọn hắn đều không đồng ý chuyện hợp tác cùng đế tộc cũng đừng có nhắc lại nếu như bọn hắn đồng ý thì lại liền hợp thương lượng lúc xích thiên thần tôn nói trong lòng cũng đã nổi lên mâu thuẫn mãnh liệt làm thần triều hoàng đạo đối với loại giao dịch này luôn có cảm giác nhục nhã mất chủ quyền nhưng việc đã đến nước này bọn hắn cũng chỉ có thể khai thác một ít thủ đoạn chủ quan chỉ có thể thuận lợi giải quyết khương nghị trong thời gian ngắn để tộc nơi đó liền tính toán không được bọn hắn sau khi chu diễm và chu nguyên bá trở lại thiền trụ sơn lập tức tiếp quang mang thần tôn trấn thủ ở nơi đó Quả nhiên đề nghị của bọn hắn bị quang mang thần tôn nghe xong tức giận mà quát mắng. Một ít ngôn ngữ loại hình hòa lầu để vị thần tôn cao ngạo này thực sự khó mà tin được. Khi sẽ từ trong miệng một vị đã từng là nhân hoàng này nói ra. Giao dịch chấp nhận để tộc sầm lấn càng làm cho hắn cảm giác có phải xích thiên thần tôn ra đến hồ đồ rồi hay không? Sau khi khổ cực khuyên nhủ không có kết quả, chủ diễm chỉ có thể liên hệ chu thiên thần tôn đang chấn thủ phương khác. Chu thiên thần tôn kiên quyết không đồng ý còn nhắc nhở bọn hắn đừng đùa với lửa. Chủ Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định Ngược lại còn liên hệ điện chủ quang mang thần điện Điện chủ chu thiên thần điện Điện chủ quang mang thần điện Và chu thiên thần điện đều rất mâu thuẫn Với giao dịch như vậy Chuyện này đối với trí tôn hoàng đạo bọn hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn Nếu như ngay cả bọn hắn Đều giao dịch cùng đế tộc Chẳng phải là luân lạc tới mức giống như bát bộ hoàng đạo rồi sao? Sở dĩ chí tôn hoàng đạo có thể kiên trì đến bây giờ, không chỉ là có được thần linh cùng đội tình cường hãn, càng là bởi vì bọn hắn tượng trưng cho ranh giới cuối cùng của thương huyền nếu như bọn hắn đều tư bỏ làn ranh này dân chúng thương huyền khẳng định không còn tôn trọng bọn hắn hoàng đạo ngoại vực càng sẽ không kính sợ bọn hắn nữa không có tôn trọng cùng kính sợ bọn hắn không có danh phận đại biểu cho thương huyền mà nếu như bọn hắn thỏa hiệp chẳng khác nào làm gương mẫu cho hậu thế tử tôn chờ tương lai lại gặp nguy hiểm cũng sẽ yên tâm thoải mái thỏa hiệp bởi vì các vị tổ tiền đã từng làm có lần thỏa hiệp thứ hai liền sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, cuối cùng biến thành một điều bình thường. Mà nếu thật sự đến ngày đó ranh giới cuối cùng của thương huyền sẽ hoàn toàn không còn nữa, dần chúng chết lặng ngoại vực không kính sợ, hình tượng thương huyền liều chết, thủ vệ tổ địa, sẽ tàn rã tại thiên khải. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là thời điểm để tộc Trần Chính chiếm đoạt thương huyền. Cho nên bất luận là quang mang điện chủ hay là chủ thiền điện chủ, đều không chỉ phản đối càng là nghiêm khắc bác bỏ, thậm chí là tức giận mà la mắng. Nhưng khốn cục của bọn hắn rõ ràng ở trước mắt. Nếu như không thể giải quyết nguy cơ thiên khai chiến trường, bọn hắn thật rất khó tập trung toàn bộ tinh lực để xử lý xí thiên giới. Chỉ cần xí thiên giới còn đặt ở thiên trụ sơn, thiên trụ sơn lúc nào cũng có khả năng bị sụp đổ. Chí tôn hoàng đạo liền cần một mực tiếp cận nơi này, mà Khương Nghị thì có thể tùy ý công đoạt bất kỳ bên nào thậm chí tùy ý đi ra bên ngoài hội mình với một ít hoàng tộc, thay đổi cách cục chỉnh thể của thương huyền. Một bên mâu thuẫn, một bên khẩn trương. Chủ thiên điện chủ, quang mang điện chủ đều lâm vào bên trong xoắn suýt đau đớn. Tực giận qua đi, chú thiên thần tôn cùng quang mang thần tôn cũng đang yên lặng ngóng nhìn sĩ thiên giới tỉnh táo lại. Rốt cục là thủ vững danh giới cuối cùng hay là thử mạo hiểm? Nếu như tiếp tục thủ vững, hy vọng phá cuộc bọn hắn nằm ở đâu? Bọn hắn còn phải chật vật bao lâu? Nhưng nếu như bảo hiểm bọn hắn sẽ phải bàn giao như thế nào với lương tâm Bàn giao như thế nào với hậu thế đây Kỷ nguyên năm thứ 17 cuối tháng 4 Trải qua hơn 20 ngày du thuyết Chủ thiền điện chủ Tần Thiền Hồng Cùng quang mang điện chủ Bùi Thế Cẩm thỏa hiệp trong đau đớn Đầu tháng 5 Chủ thiền thần tôn thỏa hiệp Ba ngày sau quang mang thần tôn từ bỏ kiên trì Rửa danh giới cuối cùng vào vận mệnh thường huyền Hắn lựa chọn thường huyền nhưng hai vị thần tốt đồng loạt đưa ra điều kiện Lập tức giao dịch có thể làm Nhưng tuyệt đối không thể công khai với bên ngoài Đây chỉ là giao dịch bí mật thuộc về đế tập cùng tam đại chí tôn hoàng đạo thương huyền Không phải đến giai đoạn cuối cùng tuyệt đối không thể thỏa hiệp Mà thời gian phải kéo dài đến 5 năm Chủ diễm quang mang điện chủ bùi thế cẩm Chủ thiền điện chủ tần thiên hồng Làm đặc sứ mật ước của tam đại chí tôn hoàng đạo liên hợp đằng lâm thiên khai chiến trường tuần tự bí mật bãi phòng các đế thành của Bắc Thái đế tộc, Thái Sở đế tộc, Long Bạch, Long tộc, Bạch Hổ đế tộc cùng Hắc Ma đế tộc. Mỗi chỗ đàm phán đều không thuận lợi cũng gặp phải khó dễ, nhưng sau 2 tháng cũng là vào ngày 17 tháng 7, cuối cùng đại biểu các nơi vẫn đạt thành mục đích cũng tiến hành mật ước, cuối cùng tại Thái Sở đế thành, chính thức ký kết ảnh hưởng to lớn ở đời sau, cũng triệt để dẫn bạo giao dịch tội ác loạn chiến tại Thường Huyền. Thứ nhất, đội ngũ ngũ phường đế tộc ra mặt ước đàm với đế tộc khác cùng nhau áp chế bát châu hoàng đạo tại trong vòng 3 năm không tác dụng bất cứ phương thức nào uy hiếp đến hoàng thành của tứ đại chí tôn hoàng đạo thương huyền tứ đại chí tôn hoàng đạo phải trong vòng 3 năm toàn diện giữ vững thủ thế không được bước chân vào bất cứ lãnh địa không liên quan nào ở thiên khai chiến trường thứ hai trong vòng 3 năm chí tôn hoàng đạo thương huyền phải giải quyết triệt để khường nghị ổn định cục diện thương huyền cùng trùng kiến vạn đạo thần giáo cho phép thao thiết yêu tộc tái nhập Bắc Địa, thái cổ thần miếu trọng trường Tây Nam. Nhưng trong vòng 3 năm đế tộc tuyệt đối không thể tự tiện nhúng tay sự vụ thường huyền, càng không được dùng bất cứ phương thức nào uy hiếp mỗi một tấc lãnh địa của thường huyền đại lục. Thứ ba lần mật ước này sẽ không công bố ra ngoài, nhưng phải dùng đế huyết của đế quân, thần huyết của tam đại trí tồn cùng nhau ký kết, để đảm bảo hai bên nghiêm ngặt chấp hành. Ngày cuối cùng của tháng 7, đế huyết thần huyết toàn bộ đưa đến Bắc Thái Đế Thành, Cuối cùng mật ước giao dịch đã được ký kết. Thời gian chấp hành cụ thể đẩy trễ 1 tháng, tức là vào ngày mùng 7 tháng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm thứ 10. Thời gian kết thúc cuối cùng là ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 20. Mật ước đặc biệt ghi chú 1 nếu như trong lúc thực hiện mật ước đó, đế tập không thể thực hiện ước định 30.000. Bà 10.000 năm sau này tuyệt đối không đặt chân đến thường Huyền Đại Lục. Thứ hai nếu như sau khi ngày mùng 1 tháng 9, kỳ nguyên năm 20 kết thúc, thường Huyền vẫn không thể giết được Khương Nghị thanh trừ sĩ thiên giới. Đế tập Ngũ Phượng sẽ công khai mật ước của toàn diện tham gia vào Thương Huyền, nhưng không được tổn hại hoàng đạo khác, không được xâm chiếm lãnh địa khác, không được uy hiếp dân chúng bình thường. Mục tiêu chỉ là Khương Nghị cùng những thứ phụ thuộc vào hắn. Thứ ba, nếu như các hoàng đạo thương huyền giết được Khương Nghị, xử lý được sĩ thiên giới, thì mật ước sẽ được tiêu hủy trước tiên cũng tôn trọng quyền trưởng khống của xích thiên thần triều quang mang thần điện chủ thiên thần điện cùng cứu thiên thần giáo đối với thường huyền vào ngày đầu tiên của tháng 8, chủ diễm bùi thế cẩm tần thiên hồng mang lên mật ước rời khỏi bắc thái đế thành dùng tốc độ nhanh nhất trở về thương huyền đại lục chỉ là chủ diễm tuyệt đối không nghĩ tới sau khi bọn hắn đi đại biểu của ngũ phương đế tộc cũng không hề rời khỏi mà là tiến hành mật hội thứ hai ký kết phần mật ước thứ hai. Nội dung mật ước rất đơn giản, mệnh lệnh thiền cực giới cửu lê mà tộc thái cổ thần miếu, dùng phương thức ổn thỏa đảo loạn thương huyền, tận hết khả năng thời gian ngộ hại kéo dài khờ nghị đến 3 năm sau, làm chuẩn bị cho tứ vương đế tộc tham gia toàn diện vào thương huyền đại lục. Sau khi bọn người chủ diễm trở về xích thiền thần tôn quang mang thần tôn, chủ thiền thần tôn ngũ vị tạp trần ở trong lòng. Cuối cùng vẫn ký kết mật ước, mặc dù ba đầu ghi chú phía sau miễn cưỡng xem như bảo vệ mặt mũi bọn hắn nhưng mà thế sự khó liệu chuyện ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh nếu như không thể nào xử lý sạch khương nghị trong thời gian ước định mật ước chiều cáo thiên hạ ba bền trí tôn hoàng đạo bọn hắn sẽ biến thành tội nhân thương huyền sẽ bị hậu thế phỉ nhổ thương huyền thủ vững địa vị độc lập ba mươi năm sẽ triệt để bị đánh vỡ bị bát châu chia cắt nhưng mật ước đã ký kết bọn hắn đã không có đường lui chỉ có thể toàn lực ứng phó mà tốt nhất là phải diệt trừ khương nghị trong thời gian ngắn nhất. Việc cấp bách cũng là quan trọng nhất vây bắt sĩ thiên giới. Lấy phương thức tập kích, tập kết toàn bộ cường giả thương huyền nhất cử tiêu diệt sĩ thiên giới. Nếu như khương nghị ở bên trong tất cả đều vui vẻ nhanh chóng khống chế trèo lên thông thiên tháp, trọng lập đằng thiền đại đạo. Nếu như Khương Nghị không ở tại sĩ thiên giới cũng muốn hủy tòa pháo đài di động kia, sau đó khống chế tù binh, bức bách Khương Nghị đến xích thiên hoàng triều quyết chiến. Ngày 9 tháng 8 sau khi cường giả Thái Cổ Thần Miếu tiếp nhận chỉ lệnh thì liền rời khỏi. Thái Miếu Hoàng Thành rời khỏi Thiên Khải, từ Thiên Môn Tây Nam vượt qua Thái Sơ Đại Lục Lào đến Thường Huyền. Sớm tại 10 tháng trước cũng chính là sau khi cường giả Thái Cổ Thần Miếu trốn về Hoàng Thành, rất nhanh đã bắt được liên lạc cùng Thái Sơ Đế Tộc. Hai bên một lần nữa ký kết liên minh phụ thuộc. Thái Cổ Thần Miếu nguyện ý tiếp nhận Thái Sơ Đế Tộc điều khiển trong vòng ngàn năm thái cổ thần miếu thì trợ giúp lão tổ thánh vương của hạo gia hạo ngọc thành kích phát huyết mạch tiềm lực dùng thần huyết cưỡng ép đẩy lên cảnh giới thánh hoàng bây giờ đạt được chỉ lệnh hạo ngọc thành vừa vặn đã đột phá tự mình dẫn hai vị thánh vương tinh thần ba vị thánh vương không gian lao tới chiến trường thiên trụ sơn sau khi thao thiết yêu tộc đạt được chỉ lệnh từ bạch hổ đế tộc bọn chúng cũng đã từ giáng lầm thiên môn bắc bộ vượt qua bạch hổ đại lục lao thẳng đến thường huyền bắc địa trước đó mấy triệu thao thiết may mắn còn sống sót cũng là đàn thú tinh nhuệ nhất của thao thiết yêu tộc toàn bộ bị hai vị thánh vương ba vị thánh linh cùng sáu vị bán thánh nuốt sống lắng động huyết hồn đàn, kích phát tiềm lực bạch hồ đế tộc cung cấp tài nguyên rộng lượng thậm chí là thần cốt cuối cùng bồi dưỡng được đội hình siêu cường là một vị tần thánh thánh hoàng một vị thánh vương đình phong một vị thánh vương mới cùng tám vị thánh linh đây là thực lực sau cùng của bọn chúng cũng nhất định phát động một trận điên cuồng sau cùng trong lúc này quang mang thần điện trụ thiền thần điện xích thiền thần triều cũng bắt đầu bí mật liên hệ trấn nam yêu quốc và các hoàng tộc tại trấn nam yêu quốc bất trì bất giác sĩ thiên giới Giận động thiền trụ sơn đã qua hơn 9 tháng trí tôn hoàng đạo không hề bình tĩnh trăm vạn dặm thương huyền đại lục đều lôi vào bên trong bầu không khí ngột ngạt đây nhất định là màn đêm trước tờ mờ sáng Tất cả mọi người đều nghĩ đến như thế này. Bất luận là sĩ thiên giới hay là trí tôn hoàng đạo khẳng định đều đang chuẩn bị cái gì đó. Cụ thể là trí tôn hoàng đạo phản kích có thể là sĩ thiên giới trình chiến. Nhưng người bình thường là kiềm chế chấn nam yêu quốc và các hoàng tộc lại là khẩn trương và đau đớn. Bọn hắn thật sự không cách nào làm ra lựa chọn trực tiếp. Ai cũng không nhìn thấy tương lai, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm nếu làm ra lựa chọn. Dù sao đây không phải việc nhỏ mà là lựa chọn sinh tử tồn vong. Nếu như đứng sai đội thật sẽ chôn vùi cơ nghiệp mà liệt tổ liệt tông gây dựng. Thậm chí bọn hắn đều mong mỏi sĩ thiên giới hoặc là trí tôn hoàng đạo. Ai đó có thể tới trước áp chế bọn hắn ép buộc bọn hắn tỏ thái độ. Như thế này mà kệ cuối cùng phát triển đến đâu bọn hắn cũng đều không cần gánh chịu quá nhiều trách nhiệm. Nếu như thất bại cũng có thể cầu khẩn phe thắng lợi chúng ta là bị ép. Rốt cuộc trấn nàm yêu quốc cũng chờ được áp chế mà bọn chúng muốn. Khi đặc sứ của chu thiền thần điện giáng lâm, Hoàng Kim Sư Tộc, Khiếu Nguyệt Làng Tộc, Đại Địa Hùng Tộc, Thiểm Điện Kim Điều Tộc cùng nhau vây quanh cử thủ liệt dương xà, lại đề phòng nghiêm ngặt chủ thiền nhị trưởng lão đang tiếp kiến trong hoàng thành. Chúc mừng yêu hoàng đã thức tỉnh đầu liệt dương xà thứ 9. Nhị trưởng lão đứng trong cung điện cỡ lớn rộng rãi mà bao la hùng vĩ, trực diện với đám cử thủ uy phòng lẫm lẫm. Hắn rất bất ngờ mà ngước nhìn đại xà lại tăng lên đến 9 cái đầu giống như là chín mặt trời treo ở đỉnh cung điện cường quang tỏa sáng rọi khắp thâm cung nhiệt độ cao mãnh liệt đều muốn làm cho không gian vặn vẹo thời kỳ đặc thù bất đặc dĩ thôi liệt dương xà tộc là yêu tộc đầu tiên của trấn nam yêu quốc từ xưa đến nay cùng hoàng kim sư tộc đều thuộc về yêu tộc huyết mạch đặc thù có nhiều đầu nhưng bởi vì bọn chúng được thiền cực giới bí mật đến đỡ thường xuyên có thể hưởng dụng ân huệ nhỏ đến từ cửu thủ thiền lòng nơi đó cho nên huyết mạch lại càng dễ thức tỉnh Trước đó Nó vẫn là liệt dương xa tám đầu Nhưng khi thấy thương huyền gió nổi mây phun Liền vận dụng trí bảo phong tồn Khôi phục cái đầu rắn thứ 9 Bước lên cảnh giới thánh vương Trấn Nam yêu quốc quả nhiên có nội tình Như trường lão Đào ánh mắt sáng tỏ qua các đại yêu tộc Số lượng thánh linh cảnh và bán thánh rõ ràng Đều đã tăng lên hơn nhiều hiển nhiên đều là các tộc cho dùng bảo bối được phong tồn để tăng cường thực lực ứng biến nguy cơ mà yếu thú không nhận linh văn hạn chế chỉ cần tái nguyên đầy đủ lại càng dễ kích phát huyết mạch tăng lên cảnh giới các người rất rõ ràng mục đích chúng ta tới nơi này hãy tỏ thái độ đi nhị trưởng lão rất hài lòng về thực lực của trấn nam yêu quốc tuyệt đối là phồn thịnh gần gấp đôi so với bình thường nếu như có thể biểu hiện tốt một chút hẳn là có thể ứng phó một chút uy lực cường đại nào đó trong xí thiên giới cự thủ liệt dương xà khôn khéo há có thể trực tiếp thỏ thái độ nó ra vẻ do dự lại ngắm nhìn yêu tộc ở xung quanh mất nửa ngày sau nó mới lên tiếng ngài là đến để trấn đàm yêu quốc hiệu chung rất xin lỗi chúng ta thuộc về hoàng tộc nam bộ là chịu thiên cực giới quản thúc đương nhiên từ trước tới giờ thiên cực giới không để ý tới chuyện hạ giới càng không chỉ huy qua chúng ta chỉ là quản thúc trên danh nghĩa nhưng bọn hắn từ trước tới giờ đều không trực tiếp chỉ huy không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý làm bậy ngài là trưởng lão chủ thiền thần điện đột nhiên tới nơi đây bảo chúng ta thỏi thái độ có phải là có chút không thể nào nói nổi hay không mặc dù thiên cực giới không có quản thúc các người nhưng các người có thể tự giác như vậy thiên cực giới hẳn là sẽ được an ủi người cứ việc yên tâm trước khi tới chúng ta đã chào hỏi cùng thiên cực giới vì sao thiên cực giới không tự mình tới đây do chúng ta tới càng lộ vẻ coi trọng huống chỉ các cao tầng thiên cực giới đều đã tề tụ về thiên trụ sơn không có tình lực sai khiến các ngươi. Bây giờ ta chỉ hỏi các ngươi một câu là nguyện ý phối hợp với các hoàng đạo thương huyền vây bắt sĩ thiên giới, hay là muốn đứng ở bên sĩ thiên giới, là địch với các hoàng đạo thương huyền. Tha thứ ta mạo muội các ngươi muốn vây bắt sĩ thiên giới ư, một khi nơi đó khai chiến tất nhiên thiên trụ sơn sẽ sụp, còn đường giữa hạ giới và thiên khải liền phải tách ra. Đây không phải vấn đề người cần suy tính, ta đang chờ đáp án của ngươi. Đây đương nhiên là vấn đề chúng ta nên tính, Khương Nghị không ở xí thiên giới nhưng bên trong xí thiên giới khẳng định có người rất quan trọng của Khương Nghị. Nếu như các người khởi xướng chiến tranh hủy xí thiên giới giết người ở bên trong, Khương Nghị chắc chắn trả thù đến lúc đó. Hắn không dám trực tiếp tìm đến các người tính sổ, khẳng định phát tiết lửa giận đến trên đầu chúng ta. Nếu có thể phát tiết lại có thể thông qua thôn phệ đến đề thăng thực lực. Rất có thể trấn đàm yêu quốc chúng ta đứng mũi chịu xào, thảm tào diệt tuyệt. Chiến cái đầu của cửu thủ liệt dương xà nói rất rõ ràng thanh âm ù ù rung động cả cung điện. Hoàng kim sư tộc và các yêu tộc đều lộ ra thể hiện nghiêm trọng. Bọn chúng đúng là chờ đợi một cái bức hiếp. Nhưng không nghĩ tới trí tôn hoàng đạo lại muốn vây bắt sĩ thiên giới. Đây không phải là ngu xuẩn sao? Càng là bắt bọn hắn làm chuyện ngu xuẩn. Một khi sĩ thiên giới khai chiến trụ trừa chậu trụ trời bị hủy. Sĩ thiên giới bị diệt. Hạ giới và thiên khải đều gãy mất liên hệ. Chuyện này bằng với lưỡng bại cầu thương mà nếu khương nghị biết được xí thiên giới bị hủy người bên trong bị tàn sát khẳng định sẽ điên cuồng trả thù đầu tiên là khương nghị không thể nào trực tiếp giết đến trí tôn hoàng đạo hắn khẳng định sẽ thẳng đến hoàng tộc ngoại vực thậm chí bọn chúng có thể tưởng tượng mục tiêu hàng đầu của khương nghị chính là chấn nam yêu quốc chúng ta có được tin tức khương nghị đang ở xí thiên giới đám cường giả hắn mời chào toàn bộ đều đang ở xí thiên giới chúng ta càng có thể đảm bảo trận chiến này nhất định có thể triệt để giải quyết khương nghị Công cường giả của sĩ thiên giới. Ta biết mọi thứ không có tuyệt đối, huống chi đối mặt với kẻ địch như Khương Nghị. Cho nên chúng ta đã hoàn toàn làm xong mưu đồ, liền xem như thật sự có phát sinh ngoài ý muốn. Sau đó cũng có thể cam đoàn một mực hấp dẫn Khương Nghị đến xích thiên thần triều. Hắn cũng không dám trì hoãn dù chỉ là một ngày, tất nhiên cũng sẽ bị trấn áp tại xích thiên thần triều. Nhị trưởng lão cao ngạo đảm bảo, Khương Nghị đang ở sĩ thiên giới ư? Cựu thủ liệt dương xà hồ nghi nhìn trưởng lão. Ta có thể phụ trách vì mỗi câu nói của ta hôm nay ta tới càng đại biểu thần tôn. Đưa ra lời mời các ngươi. Các ngươi là tiếp nhận hay là phản đối tiếp nhận? Nhị trưởng lão ngẩng cao đầu. Nhìn thẳng. Từng tia u quang lạnh lẽo lấp lóe lẽ bên trong mấy cái đầu kia. Kim sư tộc trưởng trầm giọng nói. Ta có một nghi vấn tại sao phải khai chiến tại Thiên Trụ Sơn. Không phải các ngươi đã ước định cùng thiên hậu một năm sau xí thiên giới rời khỏi trong vòng vài năm không thể lại đâm cháy thiên trụ sơn sao? Chẳng lẽ liền không thể để xin xí thiên rơi rời khỏi lại đánh? Đến lúc đó chỉ cần một mực cắn tông tích của bọn hắn lập tức có thể tránh khỏi việc hủy đi thiên trụ sơn, cũng có thể căn cứ vào tông tích mà vây quanh trấn áp. Người cũng có thể nghĩ ra được việc rời khỏi thiên trụ sơn thích hợp vây bắt hơn, thiên hậu lại nghĩ không ra ư? Hay là khương nghị nghĩ không ra? Trước khi kỳ hạn một năm đến, Khương Nghị và Thiên Hậu khẳng định sẽ phản kích ai cũng không biết bọn hắn sẽ dùng sách lược gì, ai cũng không biết đến lúc đó xuất hiện biến cố gì. Cho nên lần này chúng ta nhất định nắm giữ quyền chủ động thà rằng liều mạng hủy đi thiên trụ sơn, cũng phải chủ động tấn công. Kim sư tộc trưởng ác khẩu không trả lời được, xin cho chúng ta thời gian mấy ngày. Cử thủ liệt dương xà vừa muốn mở miệng liền bị nhị trường lão chặn ngang. Bây giờ ta đang chờ các người quyết định. Đây là chuyện lớn quyết định vận mạng chúng ta há có thể vội vàng làm ra quyết định đây cũng là tôn trọng đối với các ngươi, ngài nói đúng không? Tha thứ ta nói thẳng, trừ phi các người thật sự có ý muốn là địch cùng các hoàng đạo thường huyền, nếu không các người căn bản không cần phải lo lắng nhiều. Lời chị lời nhị trưởng lão nói ép tới cửu thủ liệt dương xà nói không ra được một lời nào. Nhưng dính đến vận mệnh nhiều quốc, đầu của cử thủ liệt dương xà vẫn chia ra nhìn hoàng kim sư tộc, khiếu nguyệt làng tộc, đại địa hùng tộc, hiểm điện kim điều tộc tộc trưởng của các tộc đang lặng lẽ thảo luận sau đó liên tiếp gật đầu với cử thủ liệt dương xa kỳ thật cũng không có bao nhiêu điều tốt để mà thảo luận nếu các hoàng đạo thương huyền bắt đầu liền mình các hoàng tộc lại hiển nhiên là muốn toàn diện khai chiến vây bắt sĩ thiên giới đội hình tập kết như vậy sĩ thiên giới nhất định là gặp phải hủy diệt về phần nguy hiểm khi con đường bị cắt đứt chí tôn hoàng đạo hẳn là có phương thức ứng phó nếu không bọn họ tuyệt đối không mạo hiểm cho nên bọn chúng không cần lo ngại. Lo lắng duy nhất chính là có thể giết chết được Khương Nghị hay không. Nếu như giết được nguy hiểm sẽ được giải trừ triệt để tất cả đều vui vẻ. Nếu như không giết được, liền nhìn xem có thể giống nhị trường lão nói trấn áp Khương Nghị tại xích thiên thần chiều hay không. Đồng ý, rất tốt, đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Dựa theo yêu cầu của thần tôn, tất cả hoàng tộc cần xuất động toàn bộ lực lượng niết bàn cảnh cứu trọng thiên trở lên. Các người làm chút chuẩn bị đơn giản mang theo vũ khí cần thiết trước khi trời tối theo ta xuất phát. Ngoài ra ta sẽ làm bạn cùng các người trong toàn bộ hành trình chiến đấu tại Thiền Trụ Sơn, giám sát hành động của các người. Lần này ta mang tới 100 đệ tử cũng sẽ đóng tại trấn Nam Yêu Quốc giám sát các ngươi Nếu như phát hiện bất cứ hành động có vấn đề, tuyệt đối không tha thứ. Nhị trưởng lão không chỉ là tự mình tới, mà còn mang đến 100 vị đệ tử tình anh chuyện này can hệ trọng đại hơi không cẩn thận chính là hậu quả nghiêm trọng cho nên bọn hắn không thể không cẩn thận không chỉ có tam đại chí tôn hoàng đạo phụ trách hai hoàng tộc mà mình giám sát hơn nữa tam đại chí tôn hoàng đạo thiên cực giới cửu lê Ma tộc cũng đều an bài người đến giám sát đảm bảo ẩn nấp tuyệt đối trước khi hành động cũng phải chăng bọn họ sẽ toàn lực ứng phó trong quá trình hành động lần này cửu thủ liệt dương xà không có phản đối ngược lại là dễ dàng hơn rất nhiều nếu trí tôn hoàng đã có thể làm được cẩn thận như vậy Khẳng định là đã bố trí kỹ càng Nói không chừng có thể giải quyết triệt để khương nghị cùng sĩ thiền giới thật từ nay về sau các nhà đều an bình tại khổng tước sơn đại trưởng lão quang mang thần điện âu dương thành liền tự mình về lại đây bái phòng hoàng tộc quái gở nhất có vai trò thấp nhất trong các hoàng tộc thương huyền khổng tước yêu tộc khổng tước yêu tộc cực ít can thiệp chuyện bên ngoài ngay cả phạm vi hoạt động đều cực hạn tại hơn năm ngàn dặm khổng tước sơn mạch đồng thời có ý thức lãnh địa cực mạnh nghiêm cấm bất cứ yêu thú hoặc là nhân tộc nào bên ngoài tới gần đây đã là tôn quý cùng cao ngạo của bọn chúng cũng có vài phần bất đắc dĩ bởi vì khổng tước là hậu duệ của phượng hoàng xác thực mà nói hẳn là hậu duệ của thiên hoàng địa vị cùng tiềm lực thật sự đều muốn đuổi kịp một ít phượng hoàng đã từng có thời điểm khổng tước kiêu ngạo cường thế uy lẫm tây bắc bộ còn từng khiêu khích vạn đạo thần giáo thậm chí tự ro ra vào trung vực cho đến ngàn năm trước khờ nghị sông ngang xuất thế rời khỏi xích thiên thần triều lấy tên chủ tước chinh chiến thương huyền số lượng lớn linh cầm yêu tộc cùng nhân tộc có được thú văn linh cầm liên tiếp hưởng ứng có thể là trực tiếp tìm nơi nương tựa có thể là bị khờ nghị tự mình mời chào trong này bao gồm cả khổng tước yêu tộc tại tiền kỳ khờ nghị chinh chiến khổng tước yêu tộc xác thực đã xuất lực nhưng theo vài con phượng hoàng quỳ thuận cũng có được cường tộc linh văn phượng hoàng vào ở Khờ nghị bắt đầu dốc sức đến đỡ phượng hoàng đánh ra khẩu hiệu muốn tái tạo Phượng Hoàng thần tộc. sơ thành quy mô Phượng Hoàng mưu toàn lãnh đạo khổng tước kích thích khổng tước yêu tộc cao ngạo mâu thuẫn mãnh liệt. Cuối cùng trước một ngày khi vạn thế thần triều chính thức kiến triều, khổng tước yêu tộc hẳn là hoàn toàn đứng ở hàng tầng cao nhất, lại tuyên bố toàn tộc rời khỏi trở lại Tây Bắc. Cũng chính bởi vì khổng tước yêu tộc rời khỏi tại thời kỳ đặc thù, để bọn chúng có thể may mắn thoát khỏi sau chiến dịch tại Đăng Thiên Kiều đưa mắt nhìn khắp cửu châu thập tam hải bây giờ khổng tước yêu tộc cũng là chủ tước di tộc may mắn còn sống sót duy nhất khổng tước yêu tộc rất rõ ràng tình huống đặc biệt của mình từ đó về sau bọn chúng đã bắt đầu chuyển biến thái độ xử thế phong bế bản thân tại khổng tước sơn mạch không còn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ở bên ngoài lúc khờ nghị chúng sinh tại thiên khải lần nữa nhấc lên chiến tranh khổng tước yêu tộc cũng duy trì an tĩnh rất rõ ràng giống như cuộc chiến báo thù của khờ nghị không có bất cứ liên quan nào với bọn chúng bọn chúng càng không nguyện ý lần nữa liên lụy đến trong chiến tranh như thế này. Khổng tước vương, hân hạnh. Đại trưởng lão quang mang thần điện Âu Dương Thành Liên đi đến Đại Minh Sơn, là nơi sâu nhất trong khổng tước Sơn Mạch, gặp được khổng tước Thánh Vương đang chờ đợi ở nơi đó. Khổng tước Thánh Vương huyễn hóa thành nam tử Tuấn Mỹ oai hùng uy nghiêm, tràn ngập khí tức cường hãn. Cường quang năm màu tỏa sáng phía sau hiện ra hỗn độn rực kinh khủng, ở trên cao nhìn xuống Âu Dương Thành Liên các khổng tước khác cũng hóa thành hình người phân tán hai bên cung điện đôi mắt sắc bén lưu quang như điện lạnh lùng nhìn âu dương Thành liên đang đi tới âu dương Thành liên thoáng thở phào trong lòng cố ý huyễn hóa hình người để đón đợi nàng cũng coi là cho nàng mặt mũi nói rõ khổng tước yêu tộc thấy rõ tình huống trước mắt cố ý muốn làm ra lựa chọn đương nhiên cũng có thể chỉ là lễ phép mà thôi dù sao khổng tước yêu tộc không chỉ là kế thừa huyết mạch của thiên hoàng mà thậm chí còn cao ngạo hơn cao ngạo tôn quý chảy xuôi ở trong máu. Cũng chính bởi vì như thế này bọn hắn đã từng tuyệt đối không khuất phục trước vượng Hoàng yêu tộc, thậm chí cam nguyện từ bỏ địa vị hiển hách ở vạn thế thần triều mà chủ động rời khỏi. Đại trưởng lão lần này đến là có ý gì? Khổng tước yêu vương anh Tuấn lạnh nhạt cao ngạo càng tôn quý. Y phục hoa lệ giống như là lông đuôi khổng tước biến thành, tỏa ra ánh sáng lùng lình lóa mắt mà kinh diễm đối cánh hỗn độn ở phía sau đã là tiêu chí của Thánh Vương càng là biểu tượng của huyết mạch trí cao. Mặc dù khổng tước yêu tộc ở ẩn nhưng cục diện thường huyền cũng đã huyền náo. Âu Dương Thành liền cường ngạnh nhưng thái độ lại hiền lành. Dù sao khổng tước yêu tộc cũng không giống với hoàng tộc khác. Nơi này càng giống như là một trận đàm phán mà không phải đơn giản là mệnh lệnh. Thái độ chúng ta đã thể hiện rõ ràng tại ngàn năm trước. Đó là cục diện ngàn năm trước thôi so với bây giờ khác nhau rất lớn. Các hoàng đạo thương huyền ủy thác ta xin mời khổng tước yêu tộc thọ tái độ một lần nữa ta hiểu rõ lịch sử năm đó thà tứ ta nói thẳng ta không thấy được bất kỳ chỗ khác nhau nào Từ thái năm đó có phần thiên thần hoàng là hợp tung liên hoành là dẫn dắt thường huyền mà bây giờ là đổ sát là trấn áp là khống chế thường huyền nhất là bây giờ sĩ thiên giới dẫn động thiên trụ sơn dẫn phát hai bên rằng có trực diện quyết chiến hết sức căng thẳng bất cứ hoàng tộc nào cũng đều đứng trước lựa chọn là đi theo sĩ thiên giới đổ sát hoàng tộc thương huyền hay là cùng các hoàng tộc hoàng đạo thương huyền cùng nhau vây bắt mối uy hiếp chiến tranh sĩ thiên giới này các người muốn vây bắt sĩ thiên giới lúc nào khổng tước vương dần dần nhân mảnh lại ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn thẳng âu dương thanh liên tất cả khổng tước hình người trong cung điện đều đang nghe được lời nói bóng gió ánh mắt lập tức thay đổi khí thế cũng thay đổi ánh sáng rực rỡ rõ ràng lại hừng hực giống như sóng biển dâng cao bao phủ cung điện mang cho âu dương thanh liên áp bách to lớn trong tầm mắt của âu dương thanh liên các tốn khổng tước quý hoa lệ giống như đều biến thành ác thú hung tàn khí tức âu dương thanh liên không khoái bị thánh uy quân cuộn đập vào mặt ép tới đau đớn khó đè nén nhưng thân là đại trưởng lão thần điện dạng đội hình gì lại chưa thấy qua dạng khí thế gì không có bị qua cho nên ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra thật sự cũng không có bị hù dọa, cũng có thể đứng trước ổn định, chịu được. Kỳ hạn một năm sắp tới lúc nào Khương Nghị cũng có thể phản kích, chúng ta không thể nào tiếp tục chờ đợi thêm nhất định phải chủ động ra tay. Chúng ta muốn bảo trụ danh uy các hoàng đạo thương huyền, chúng ta càng không thể để Khương Nghị tùy ý trà đạp thương huyền đại lục. Khương Nghị không phải muốn chiến tranh sao, chúng ta sẽ mang chiến tranh đến cho hắn. Người đã nghĩ đến việc sĩ thiên giới sẽ hủy đi thiên trụ sơn chưa? Nếu như con đường không gian bị cắt đứt Các người sẽ triệt để mất đi liên hệ với thiên khải chiến trường hoang thành ở phía trên thì phải làm sao Các người sau này còn thu hoạch tài nguyên thiên khải thế nào Sau khi Khương Nghị nhận được tin tức Hắn chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù Đừng quên phía sau Khương Nghị còn có Tu La Tu La còn đang chinh chiến tại Côn Lôn Khẩu tước yêu vương nghiêm khắc chất vấn Uy lực thánh vương nồng đậm mà cường thế Đôi cánh hộ hỗn độn ở phía sau chậm rãi đùng đưa nhấc lên uy lực diệt thế kinh khủng. Âu Dương Thành liền chống đỡ áp bách người nhạt mà nói. Đầu tiên chúng ta có thứ để thay thế ở thiên trụ sơn. Sẽ ở trong thời gian ngắn nhất một lần nữa xuyên suốt liên hệ giữa thiên huyền tổ địa cùng thiên khải chiến trường. Thứ hai chúng ta sẽ trăm phần trăm xác định Khương Nghị đang ở sĩ thiên giới. Chiến tộc quan trọng toàn bộ đều đang ở sĩ thiên giới. Thứ ba lần này chúng ta muốn hiệu triệu hoàng tộc hoàng đạo toàn thương huyền. Liên hợp vây bắt với đội hình tam đại thần linh 13 vị thánh hoàng tuyệt đối có thể triệt để xóa bọn hắn đi bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ cách chạy thoát các khổng tước ngồi ngay ngắn ở trong cung điện trao mày trầm mặc thật lâu vậy bắt toàn diện sao tam đại thần linh 13 đại thánh hoàng âu dương thành liền tiếp tục nói ta biết các người không nguyện ý là kẻ địch cùng khương nghị càng hy vọng có thể khống đếm xỉa đến nhưng ta có thể nói rõ ràng cho các người biết đó là chuyện không thể nào các hoàng đạo thương huyền cho phép khổng tức sơn các người còn sống đến bây giờ đã là bàn ân lớn lao các người hẳn là nền đội ân bây giờ chính là thời điểm các người báo ân ta cho các người hai lựa chọn đầu tiên đi theo các hoàng đạo thương huyền vây bắt sĩ thiên giới xét thấy tình huống của các người đặc biệt các người có thể không cần đối chiến cùng khương nghị và phượng hoàng yêu tộc chỉ phụ trách thiên hồ hướng ra thứ hai không cần điếm xẻ đến không tham dự sự kiện lần này nhưng việc này qua đi các hoàng đạo thương huyền liền danh không tức sơn xóa tên khỏi hoàng tộc còn các người sẽ bị coi là dị loại đến lúc đó sợ rằng các người sẽ lọt vào truy sát may mắn có thể chạy ra khỏi thương huyền nhưng thật đáng tiếc thảo thiết yêu tộc cần mở rộng bộ lạc một lần nữa rất có thể xem các người như con mồi sau khi nói xong âu dương thành liền lại tiếp tục không phải ta đang uy hiếp các người ta chỉ là người truyền lời là đại biểu cho thái độ tất cả các hoàng tộc hoàng đạo truyền thừa tha thứ ta nói thẳng cho đến bây giờ khương nghị còn không có liên hệ cùng tất cả hoàng tộc liền mang ý nghĩa hắn không muốn dẫn dắt bất kỳ bên nào trong các ngươi mà là muốn chấn áp đổ sát toàn bộ nhất là khổng tước yêu tộc các ngươi đến bây giờ đều không có liên hệ nói rõ đám phượng hoàng kia không nguyện ý lại hợp tác cùng các ngươi khương nghị càng có thể đẩy ra cánh cánh trong lòng đối với kiếp trước khổng tước vương không có trực tiếp đáp lại mà an bài nói trước tiền người cứ ở lại nơi này cho chúng ta thời gian mấy ngày cân nhắc không được. Nơi này là khổng tước sơn tốt nhất người nên làm theo lời ta bảo. Rất xin lỗi ta là đại biểu cho các hoàng đạo thương huyền đến đây. Cũng là nhắc đến một ít bố trí của chúng ta cho nên không thể không cẩn thận. Mặc kệ người làm ra quyết định gì từ hôm nay trở đi ta sẽ để bồi bạn toàn bộ hành trình với ngươi cho đến khi cuộc chiến tranh này kết thúc. Hết tập thứ 239.